Để tìm hiểu về căn bệnh này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của căn bệnh này. Nguyên nhân đầu tiên đó là do bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Aeromonas. Nguyên nhân thứ hai đó là trong bể có cái lượng cá quá đông. Nguyên nhân thứ ba đó là do chất lượng cá bị. Nguyên nhân thứ ba đó là do cái chất lượng nước nuôi cá bị suy giảm. Nguyên nhân thứ tư đó là khi mà cá mắc cái bệnh đốm trắng, và khi mà cá mắc bệnh đốm trắng thì sẽ khiến cho người cá bị ngứa và cá sẽ cọ sát cơ thể của mình vào trong thành hồ. Và khi như vậy thì vô tình cá cũng sẽ cọ sát phần mắt của mình vào trong hồ, vào trong thành hồ. Vì như vậy thì sẽ khiến cho cá bị cái chứng bệnh gọi là đục, là mắc đục. Nguyên nhân tiếp theo đó là khi mà pH thay đổi bất thường do mình thực hiện điều trị bằng tắm thuốc thì sẽ khiến cho tác động đến pH, và pH thay đổi bất thường sẽ tác động đến phần mắt của cá. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là do cái phần đáy đá lát. Nếu mà những cái hồ các bạn nào mà có đá lát á, thì do cái phần đá lát đó nó quá bẩn, hoặc là do cái mặt trong của hệ thống lọc nó quá bẩn do một thời gian dài bạn không có vệ sinh chẳng hạn.